Gạt nhanh, sạch, bóng loáng, đỉnh hơn cả người yêu cũ gạt bạn. Và đó chính là Super GT Mini. Chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với xe điện Minh Đức. Và ngày hôm nay thì xe Minh Đức sẽ mang tới cho các bạn một chiếc xe với diện mạo hoàn toàn mới, Super GT Mini. Và hãy cùng khám phá xem là chiếc xe này có điểm gì đặc biệt nhé. Đầu tiên đó chính là về màu sắc này. Đó, mang một sắc đỏ tươi cực kỳ là trẻ trung luôn. Và trùng hợp là ngày hôm nay tôi cũng đang diện trên mình một chiếc váy màu đỏ. Và tôi cảm giác là chiếc xe này như kiểu là dành cho mình vậy. Đó, mọi người có thể nhìn thấy rằng là thiết kế của em này cực kỳ là nhỏ gọn này. Thường thì sẽ thích hợp để chúng ta sử dụng trong khu du lịch này hay là nội khu. Đó, thiết kế rất là nhỏ gọn, cực kỳ là bắt mắt luôn. Đầu tiên là với phần khung viền ở đây sẽ là khung nhôm để cho xe trở nên nhẹ nhàng hơn này. Và còn đằng sau này và ở bên này nữa, tay cầm thì sẽ là khung thép nha mọi người nha, cực kỳ là chắc chắn này, để tránh cái sự va đập. Lỡ như mà trong cái quá trình chúng ta di chuyển có va đập thì cũng sẽ bảo vệ người ngồi trên xe nha. Và chiếc xe nhỏ gọn như thế này thì sẽ phù hợp với mấy người đây nhỉ? Chúng ta có thể thấy là đầu tiên một chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ này, chiếc ghế dành cho người lái, và ghế đằng sau thì có thể là một người lớn hoặc là hai bạn nhỏ cũng được. Và tất nhiên là phần bên trên này che chắn mưa gió cho mọi người nha. Phần nhựa sần ở đây thì cũng khá là tốt nha các bạn nhé. Và cũng có cái thiết kế rất đẹp, hoa văn sần này, xinh không? Nó không phải là một cái nhựa thông thường mà sẽ là nhựa sần, trông thiết kế đẹp hơn, bắt mắt hơn một chút nha. Còn nếu như mà mọi người lo lắng rằng là ngồi trên chiếc xe này thì nắng che được rồi, nhưng mà mưa thì làm sao nhỉ? Mưa hắt thì làm sao? Yên tâm là xe điện Minh Đức sẽ có tặng kèm cho mọi người một chiếc bạt che mưa 3 góc nha. Tại sao lại 3 góc nhỉ? Vì đằng trước đã có kính rồi. Đây, mọi người có thể nhìn ở đây, một chiếc kính này. Ở đây thì nhìn cũng rất là sáng này và rõ nét. Người ngồi ở bên trong hoàn toàn có thể nhìn được đằng trước sẽ có những chướng ngại vật gì mà không lo lắng nha. Và khi mà ngồi ở đây, tôi cảm giác là mình như kiểu là đang được lái một chiếc xe ô tô ấy. Tại vì cái phần tay cầm này nó cũng khá là khác so với những chiếc xe mà chúng tôi đã từng update lên trên trang web hay là lên trên kênh YouTube. Nó không phải là kiểu xe như kiểu xe máy với phần đằng trước này này, mà nó sẽ thiết kế gần giống như một chiếc ô tô, rất là lạ nha. Đó, bây giờ đầu tiên tôi sẽ bật lên này, xoáy khóa một cái là xe sẽ bắt đầu khởi động. Ở đây sẽ có chế độ tiến lùi này, và bên này thì sẽ là xoáy nhẹ một chút để xe di chuyển. Đó, bóp phanh ở đây, bóp phanh bên tay trái nha. Ngoài ra thì còn có cả phanh chân ở bên phải nữa. Bây giờ tôi lùi này, đó, và tôi phanh chân, được chưa? Còn bây giờ tôi tiến là tôi sẽ thử phanh tay. Đó, hoặc là có thể kết hợp cả hai được luôn, rất là an toàn luôn. Với những chiếc xe này thì đối với những ông bà chúng ta tay yếu một chút này, chúng ta khó có thể là kiểm soát hoặc là nhanh chóng có những cái phản ứng khi mà có những cái tình huống xảy ra ấy, thì cái việc mà chúng ta sử dụng cả phanh chân và phanh tay cực kỳ là an toàn luôn. Xe có thể là dừng lại ngay lập tức nhé. Tôi sẽ thử lại một lần nữa cho các bạn nhìn nha. Ok, 1, 2, 3. Đó, dừng lại ngay lập tức luôn nha. Công tắc bên này sẽ là xi nhan trái và phải. Đó, có tiếng rất là lớn để có thể báo hiệu cho những người xung quanh. Tiếp theo, đó, công tắc này chính là cần gạt mưa nha. Ví dụ mình đi vào trời mưa này, đó, chúng ta sẽ có cần gạt mưa như thế này. Đúng là như một chiếc ô tô luôn đúng không? Tắt đi ở đây. Đó, còn bây giờ bật đèn thì sao nhỉ? Bật đèn thì các bạn sẽ cùng xoáy thêm một nấc nữa ở chiếc chìa khóa, thì sẽ có đèn đằng trước này và đèn đằng sau sẽ cùng sáng lên để chúng ta có thể đi vào buổi tối nha mọi người nhé. Bên này thì sẽ có hai chiếc gương nhỏ nhỏ xinh xinh đủ để chúng ta có thể quan sát đằng sau. Gương thì cũng rất là sáng bóng, đó, nhìn được rất là rõ nha mọi người nhé. Còn tiếp theo thì ở ngay bên dưới này thôi sẽ là hai hộc để đồ này. Wow, hộc để đồ này có thể đây để vừa chiếc điện thoại của tôi nha, và thậm chí là hơn thế nữa, hoặc là để ly cà phê, để chai nước, để ví dụ gói bim bim hay là gói bánh kẹo gì đó ở đây vẫn hoàn toàn để được nha. Ok, vậy thì còn giỏ ở đằng trước thì sao? Chúng ta sẽ cùng khám phá nha. Mở lên bằng cách này. Đó, gạt cái này. Wow. Khi mà đậy vào cảm giác nhỏ nhỏ đúng không? Nhưng mà lúc mở ra thì đúng là có thể để cả một thế giới ở bên trong này luôn. Đó. Và tất nhiên là với phần giỏ này hở khá nhiều bên dưới thì tất nhiên chúng ta không thể nào để những cái đồ nhỏ được. Để đồ to hơn một chút thì sẽ có thể là đặt vừa nha mọi người nhá. Nhưng mà đối với những cái đồ nho nhỏ thì sao nhỉ? Yên tâm, ngoại trừ hộc để đồ thì đằng sau này cũng sẽ có chỗ nha. Ở đâu nhỉ? Đấy chính là ở bên dưới chiếc ghế này nhá. Bây giờ tôi sẽ thực hiện thu gọn chiếc ghế này lại nha. Đầu tiên là lật lại này. Sau đó
Cho gọn chiếc ghế này vào. Xoáy cái vòng xoay ở đây này. Ủa, nhẹ nhàng một chút. Ok, như vậy là chiếc ghế đã thu gọn lại rồi. Và người lái hoàn toàn có thể là ngồi ở đây. Còn đằng sau sẽ là chiếc cốp. Cốp này thì chúng ta sẽ sử dụng khóa để mở ra nha. Wow, cũng tương đối rộng để có thể để đồ ở đây. Nó không quá sâu. Nếu như mà để mũ bảo hiểm, ví dụ nhé, tôi ví dụ thôi, để mũ bảo hiểm loại lớn thì chắc là không để vừa. Nhưng mà những loại mini nho nhỏ thì có thể để được 2 đến 3 cái trong này nha. Đó. Ngoài ra thì chiếc xe này, ngoài việc là sử dụng chiếc khóa thông thường thì tất nhiên sẽ có chiếc khóa thông minh này nha. Đầu tiên tôi sẽ thực hiện khóa chiếc xe này lại. Và nếu như có một ai đấy đụng vào xe của bạn, đó, nó sẽ kêu không ngừng nha. Đấy, được chưa? Và thậm chí là không thể dắt đi được. Rất là nặng. Chỉ khi nào tôi mở, đó, bấm vào cái nút ở bên trên là mở khóa chiếc xe, thì xe mới tắt đi cái chế độ chống trộm, được chưa? Còn bây giờ tôi sẽ thực hiện là mở khóa từ xa nhá. Tôi sẽ đứng xa, cách xa chiếc xe này. Bấm vào nút đầu tiên và thêm một lần nữa. Đó, cái nút giữa này bấm 2 lần thì xe sẽ hoạt động nha. Và tất nhiên ngồi lên xe, cho chiếc khóa này vào trong hậu bể đồ và lái xe như bình thường. Đó, rất là hay đúng không? Và hầu như những chiếc xe gần đây mà xe điện Minh Đức đưa lên trên kênh YouTube hay là trên website thì đều sẽ có cái chức năng này. Bánh xe của chiếc xe này là 300-8, rất là nhỏ gọn để chúng ta có thể dễ dàng đi vào trong những khu phố nha. Và cái tiếp theo nữa đấy chính là động cơ em này là 1000W này. Và chúng ta có thể sử dụng 5 bình ắc quy 30mA nha. Và trong một lần sạc thì sẽ đi được quãng đường là 70-80km, vận tốc là 45-50km/h nha. Và với tôi thì đây là một cái vận tốc rất là an toàn và vừa đủ rồi. Thực ra với một chiếc xe như thế này, và hơn nữa là thường là có thể chúng ta đi trong nội khu này, khu du lịch này, hay là ông bà chở cháu đi học về chẳng hạn, hay là đưa cháu đi học, thì cái vận tốc là 45-50km/h nó hoàn toàn hợp lý rồi. Chúng ta đâu cần phải phi nhanh đến tận 60-70km đâu đúng không? Và cứ với vận tốc như vậy thôi là sẽ có thể là đảm bảo an toàn cho chính bản thân chúng ta và những người ngồi trên xe rồi nhá. Xe này thì mang lại cho tôi một cái cảm giác an toàn và yên tâm khi mà lái. Tại vì là khung xe thì chắc chắn này. Và cảm giác là ngồi trên xe thì cũng sẽ, xe cũng không thể nào mà lật hay là trơn trượt được cả. Bây giờ thì tôi đang lái chiếc xe Super GT Mini để đi lên dốc. Và tôi sẽ dừng lại ở giữa dốc nha. Dừng lại ở giữa dốc, không hề bóp phanh. Thì cầu vi sai lúc này bắt đầu hoạt động này. Xe bắt đầu trôi từ từ đúng không ạ? Và tôi bây giờ tôi sẽ thực hiện là bóp phanh lại. Đấy, để cái cần gạt này vào. Xe vẫn sẽ trôi nhưng bây giờ là dừng lại rồi. Đó, thấy chưa? Cực kỳ là an toàn luôn, trời ơi. Thì đối với những ai, ví dụ như là các ông, các bà chúng ta lớn tuổi một chút này, mà lái chiếc xe này thì thực sự quá an toàn. Lỡ may là đi lên đến giữa này xe có hết điện, ví dụ thế nhá, không thể lên được đến dốc chân đỉnh đi, thì là xe sẽ bắt đầu là dừng lại này. Nhưng mà không lo là lật hay là trượt, có phanh tay rồi là yên tâm nha mọi người nhá. Hơn nữa là có cả cầu vi sai chống chân trượt nữa. Bây giờ tôi sẽ thả phanh ra này, bắt đầu đi thẳng lên trên đỉnh. Đó, xe vẫn sẽ đi được bình thường nhá, trong trường hợp là vẫn đang có đầy pin mọi người nhá. Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe Super GT Mini này thì hãy cùng truy cập website xeminhduc.com hoặc là số điện thoại đang ở trên màn hình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.